Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 1 tháng 1, 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Và thay mặt những người làm chương trình, xin gửi lời chúc đến quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Lễ khởi công dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn phân phong Nha Trang nhằm mục tiêu kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Khánh Hòa đón hàng trăm khách du lịch quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng trong ngày đầu năm mới. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật giải trí sôi động cho năm mới 2023 ở thành phố Nha Trang. Công an Khánh Hòa tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự cho người dân và du lịch trong kỳ nghỉ Tết dương lịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp năm mới 2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân gửi lời chúc mừng đến các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang trong tỉnh, người Khánh Hòa đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài. Ngay sau đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa trân trọng giới thiệu toàn văn lời chúc mừng năm mới 2023 của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân. Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và kiều bào Khánh Hòa đang ở nước ngoài thân mến. Nhân dịp năm mới 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trân trọng gửi đến toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, chức sắc, tín đồ, các tôn giáo, đội ngũ trí thức, doanh nhân, kiều bào, con em Khánh Hòa đang học tập, công tác, sinh sống trong và ngoài nước, những tình cảm thân thương và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật là việc Trung ương ban hành các nghị quyết về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tình hình kinh tế xã hội tỉnh nhà phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tốt. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 20,7% so với năm 2021, cao nhất cả nước. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 0,62%, vượt chỉ tiêu 0,33%, làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,24%. Kết quả đạt được trong năm 2022 rất có ý nghĩa, tạo tiền đề, động lực cho quá trình phục hồi, phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Tiếp tục khẳng định giá trị, tiềm năng, vị trí chiến lược đặc biệt của tỉnh là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Bước sang năm mới 2023, bên cạnh thời cơ thuận lợi, dự báo có nhiều yếu tố bất lợi, khó lường, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể đảng bộ, toàn dân, toàn quân, kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương, nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc mà Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã tin tưởng giao phó. Trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới 2023, kính chúc toàn thể đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, mỗi gia đình, mỗi người dân một năm mới với nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng một mùa xuân mới với khí thế mới, động lực mới, thắng lợi mới. Chào thân ái và quyết thắng.
Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và phát động tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó có dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong Nha Trang đi qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tham dự và phát lệnh khởi công tại điểm cầu trung tâm tỉnh Quảng Ngãi có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Trần Quang Phương, lãnh đạo các bộ ngành, ông Nguyễn Tất Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các địa phương triển khai dự án. Tại điểm cầu khởi công cao tốc Vân Phong Nha Trang tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, có ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh có dự án đi qua. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của đường cao tốc mà Đảng, Nhà nước đang thực hiện. Việc hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, trong đó có dự án thành phần đầu tư đoạn Vân Phong Nha Trang thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhằm mục tiêu kết nối các trung tâm kinh tế chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành địa phương, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, huy động nhân lực, phương tiện, cấp rút tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn để đến năm 2025 sẽ vận hành thông suốt từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 729 km, được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập. Tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026. Đối với dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong Nha Trang có chiều dài 83 km với kinh phí đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, dự án đi qua các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh và Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa. Dự án do chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 7, nhà thầu là liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải và Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex thực hiện. Tại lễ khởi công, ngay sau lời phát động tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Sáng nay, Sở Du lịch phối hợp với chi nhánh Việt Nam Airlines tại Nha Trang và cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tổng hợp và Du lịch Amega tổ chức lễ đón khách quốc tế đến Khánh Hòa trong ngày đầu năm 2023. Tham dự buổi lễ có ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành liên quan. Chuyến bay mang số hiệu VN441 khởi hành từ Incheon, Hàn Quốc lúc 6 giờ 50 phút, hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 9 giờ 50 phút, mang theo 120 khách du lịch đến với tỉnh Khánh Hòa. Và chuyến bay mang số hiệu DV5207 của hãng hàng không Scott Airlines khởi hành lúc 1 giờ từ sân bay quốc tế Almaty, Kazakhstan, hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 13 giờ, chở 176 hành khách đến với Nha Trang Khánh Hòa trong dịp này. Cả hai máy bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, múa lân chào mừng, thể hiện tình cảm và sự hiếu khách của Việt Nam nói chung và thành phố Nha Trang Khánh Hòa nói riêng. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng đã ra sân bay tặng hoa chào đón những hành khách đầu tiên đến Khánh Hòa. Theo Sở Du lịch, hiện nay Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế trọng điểm của Khánh Hòa. Mỗi tuần có gần 50 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh. Tỉnh cũng chú trọng kết nối mở rộng khai thác thị trường khách Kazakhstan cũng như các nước Trung Á trong năm mới 2023. Việc tổ chức liên tiếp lễ đón chuyến bay từ Hàn Quốc, Kazakhstan đến Khánh Hòa trong ngày đầu năm mới sẽ tạo không khí sôi động nhằm khích lệ tinh thần của du khách quốc tế đến Nha Trang Khánh Hòa trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2023. Trong niềm hân hoan giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2023, cùng với người dân cả nước, tối qua người dân và du khách tại Khánh Hòa đã có những giây phút đón chào năm mới thật tưng bừng, phấn khởi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí sôi động. Ghi nhận tại thành phố Nha Trang, từ khoảng 8 giờ tối, càng lúc càng có đông người và phương tiện đổ về các tuyến đường trung tâm. Dòng xe phải di chuyển khá chậm chạp, nhưng không ai tỏ ra khó chịu hay sốt ruột trong những giờ phút cuối cùng của năm 2022. Một số người thì chọn ngồi cùng với bạn bè trong các quán cà phê để ngắm nhìn đường phố tấp nập,
Năm nay, có khá nhiều du khách nước ngoài, nhất là khách Hàn Quốc, lựa chọn Nha Trang là điểm đến nghỉ dưỡng và chào đón năm mới 2023. Đây là lần đầu tiên gia đình chúng tôi đi du lịch ở Nha Trang và đúng vào thời khắc đón chào năm mới 2023. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được đón năm mới ở đây. Không khí rất nhộn nhịp, nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thức ăn thì rất ngon. Năm mới chúng tôi mong muốn sức khỏe, xin chúc tất cả mọi người năm mới hạnh phúc. Điểm nhấn nổi bật nhất trong đêm qua là đại nhạc hội Countdown đếm ngược chào năm mới 2023 diễn ra tại quảng trường 2 tháng 4. Chương trình năm nay có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng rất được yêu thích như Ưng Hoàng Phúc, Bảo Thy, Miu Lê, Garrix nên thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia. Sau 2 năm tạm dừng các hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có thể thấy bữa tiệc âm nhạc sôi động và hấp dẫn đêm qua đã đem đến cho người dân và du khách những giây phút đón chào năm mới 2023 thật hào hứng và phấn khởi. Thấy nó vui vẻ, thoải mái. Chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe, vui tươi, lại mang phát tài phát lộc. Tối đây lúc 7 giờ, này là đang rất là đông rồi. Hiện tại đang rất là nóng, rất là cháy luôn chị, kiểu nó rất là sôi nổi, rất là nhộn nhịp luôn. Bên cạnh khu vực quảng trường 2 tháng 4 đông đúc và sôi động, tại một số tuyến đường lân cận như Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương, nhiều hoạt động đón chào năm mới cũng được các nhà hàng, khách sạn tổ chức để đem đến cho du khách một đêm giao thừa đáng nhớ tại thành phố biển. Trong những giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ai ai cũng đều cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình, người thân, bạn bè và cầu mong bình an cho tất cả mọi người. Còn tại huyện Vạn Ninh, tối qua Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện phối hợp cùng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân 2023. Gần 500 diễn viên không chuyên của đội nghệ thuật quần chúng huyện Vạn Ninh và các đội văn nghệ đến từ các trường học trên địa bàn huyện đã trình diễn 24 tiết mục hát múa hấp dẫn để phục vụ nhân dân địa phương trong ngày cuối cùng của năm 2022. Đây là một trong nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để chào đón Xuân Quý Mão năm 2023. Bên cạnh đó, huyện Vạn Ninh cũng đã triển khai trang trí trên các tuyến đường tại các xã thị trấn nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên mọi người dân hăng say lao động sản xuất, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa. Chuyển sang phần tin kinh tế đáng chú ý. Ngày hôm nay, giá xăng đã tăng thêm 1.000 đồng một lít, chưa gồm thuế, do mức thuế bảo vệ môi trường mới cao hơn mức cũ 1.000 đồng một lít. Theo đó, mỗi lít xăng RON953 tăng 1.000 đồng lên 21.700 đồng một lít, xăng E5 RON92 tăng thêm 950 đồng lên 20.920 đồng một lít, dầu diesel tăng thêm 500 đồng lên 22.100 đồng một lít, dầu hỏa tăng thêm 300 đồng lên 22.130 đồng một lít. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, kỳ điều hành giá vẫn theo quy định là ngày 3 tháng 1 2023, nhưng từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 2023, giá của kỳ điều hành này sẽ được điều chỉnh theo mức thuế bảo vệ môi trường mới có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 2023. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường với xăng trừ ethanol, dầu diesel, dầu ma dút, dầu nhờn, mỡ nhờn so với mức trần biểu khung thuế. Cũng từ ngày hôm nay, giá cà bán lẻ trong nước đã quay đầu giảm mạnh sau 2 tháng tăng liên tiếp do biến động của giá cà thế giới và tỷ giá. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 1 năm 2023 là 418.500 đồng một bình dân dụng 12 kg, 1.673.800 đồng một bình công nghiệp 48 kg, lần lượt giảm 22.400 đồng một bình 12 kg và 89.800 đồng một bình 48 kg đã bao gồm VAT. Tương tự như vậy, giá ga của Sài Gòn Petro cũng giảm với mức cụ thể. Giá bán ga SB giảm 1.917 đồng một ký đã bao gồm VAT, tương đương giảm 23.000 đồng một bình 12 kg. Với mức giảm này, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 415.000 đồng một bình 12 kg. Theo doanh nghiệp kinh doanh, giá ga trong nước giảm mạnh là do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 1 2023 giảm so với tháng 12 và biến động tỷ giá đô la Mỹ. Năm 2022, giá ga bán lẻ trong nước đã có 5 lần tăng giá và 7 lần giảm giá. Sáng nay, Ban Quản lý Di tích Đền thờ Đức Hưng Đạo Đại Vương tại thành phố Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm ngày Thánh Đản, ngày sinh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ngày 10 tháng Chạp năm Mậu Tý 1228, ngày 10 tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022. Lễ kỷ niệm được diễn ra với các nghi thức truyền thống như dâng hương tại tượng đài và đền thờ Đức Thánh Trần ở công viên Bạch Đằng, khai kinh cầu quốc thái dân an,
lễ tế cổ truyền. Với tấm lòng thành kính, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương đối với dân tộc, đất nước và nhân dân. Theo nhiều tài liệu ghi lại, Đức Hưng Đạo Đại Vương sinh ngày 10 tháng Chạp năm Mậu Tý 1228. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông vào thế kỷ 13, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã cùng với quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách, trong đó có chiến thắng Bạch Đằng Giang vào năm Mậu Tý 1288. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày, nhiều người đã chọn đến Nha Trang tham quan nghỉ dưỡng. Để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui tươi an toàn, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Nha Trang, những ngày này thắng cảnh Hòn Chồng đón hàng trăm lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan. Để đảm bảo an ninh an toàn cho du khách, Công an phường Vĩnh Phước đã bố trí lực lượng phối hợp với dân quân, bảo vệ dân phố, biên phòng, tổ chức tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở du khách, chú ý bảo quản tài sản, không lơ là, mất cảnh giác, tạo điều kiện cho các loại tội phạm trộm cắp, móc túi hoạt động. Công an phường cũng đã chủ động phối hợp với lại các lực lượng biên phòng, bảo vệ dân phố và dân quân tuần tra khép kín địa bàn và phối hợp với lại các lực lượng bảo vệ tại các điểm du lịch như là Tháp Bà Bô Nà Ga và khu du lịch Hòn Chồng và khu phức hợp Mường Thanh Vĩnh Triều tuần tra khép kín địa bàn và tuyên truyền cho người dân, khách du lịch về vấn đề bảo vệ tài sản của mình, tránh để trường hợp trộm cắp cướp giật xảy ra trong dịp nghỉ lễ. Mặc dù lượng khách đến Nha Trang tham quan nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ Tết dương lịch này không tăng mạnh như những đợt trước, nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự cho địa bàn du lịch vẫn được lực lượng công an chủ động thực hiện. Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản. Bên cạnh công tác tuần tra, lực lượng công an tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú và các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho du khách. Tại khu du lịch trọng điểm, điểm diễn ra các hoạt động văn hóa lễ hội, Công an cơ sở đã bố trí lực lượng bám sát để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra. Nhờ đó giúp du khách yên tâm khi đến tham quan du lịch tại Nha Trang. Em từ Đắk Lắk, em đến đây du lịch 3 ngày 2 đêm nhân dịp Tết dương lịch. Thì có đi Tháp Bà thế này, thì em thấy cái tình hình an ninh trật tự của mình rất là tốt. Có các anh cảnh sát an ninh nhắc nhở tránh bảo quản tài sản, thì em thấy rất là yên tâm khi đi du lịch ở đây. Ban lãnh đạo công an thành phố cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ cũng như công an các phường xã trọng điểm của tuyến du lịch tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức các kế hoạch triển khai tấn công trấn áp các loại tội phạm có liên quan, đặc biệt là các tội phạm móc túi, cướp giật, chỉ đạo cái lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý hành chính tăng cường rà soát, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh đảm bảo các điều kiện về kinh doanh, lưu trú, khai báo, đăng ký tạm vắng tạm trú, cũng như việc đảm bảo các giá niêm yết nhằm đảm bảo cho người dân và du khách ghé thăm địa bàn Nha Trang du lịch có một cái kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch an toàn, đầm ấm. Khi người người nhà nhà hân hoan chào đón năm mới với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, lực lượng công an vẫn đang căng mình làm nhiệm vụ. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đang được các chiến sĩ công an duy trì bất kể ngày đêm nhằm mang đến kỳ nghỉ lễ vui tươi, an toàn cho nhân dân và du khách gần xa. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.